Dạ con thưa sư, con xin được bắt đầu ạ. Rồi, đó. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính lễ sư Tinh Tuệ, con kính lễ quý sư cùng quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ. Kính chào quý học viên trong lớp. Hôm nay con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghi ca mê cha ru pe ghi ri si kha na ta te chan ta li khe vi ma ne di pe ra te cha ga mê ta ru wa na ga ha ne ghe ha wa phum hi khe te phum ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa mê Yang kha gan thap ba na ga tit than ta san ti ke yang mu ni wa ga wa cha nang sa tha vo me su nan tu tham ma sa wa na ka lo ayam sa dan ta tham ma sa wa na ka lo ayam sa dan ta tham ma sa wa na ka lo ayam sa dan ta Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Jami sanghang saranam gacchami dutiyampi buddham saranam gacchami dutiyampi dhammam saranam gacchami dutiyampi sanghang saranam gacchami tatiyampi buddham saranam gacchami Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Itippiso bhagavā arahaṃ sammāsambuddho viccācaraṇasampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhammasāratisat Tha đề qua manusanang buddho bhagava sinati me saranang anyang buddho me saranang warang ete na satcha vacche na hotu me jayamang galang uttamang ge na vandehang padapam sum varuttamang buddho Thế yo kali to do so buddho kamatu tang mamang Swakato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehipassiko opanayiko tacchattang veditabbo unnyuhi Tinatthi me saranam anyang dhammo me saranam varam etena satcha vacchena hotu me jaya mangalam uttamam gena vandeham dhammam charuvidham varam dhamme yo kalito doso dhammo kamatutam mamam Supatipanno bhagavato savaka sangho Ucupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samijipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidang chattari purisa yugani at Tapurisa pukgala esta bhagavato savaka sangho Ahunayyo pahunayyo da
sa năng ân nhân sang khô mê sa năng quá răng ê tê na sắp cha quách chê na hồ tu mê cha ya măng gà lăng út ta măng ghê na hoàn đề hăng sang khanh cha đu vi thốt ta măng sang khê yô khá lý tô đô sô sang khô khám mà tu tăng mà măng văn đà mi chê ti yang sắp bằng sắp bắp thà nê su bắp tít ti tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thình bút tha ru phăng sa ca lăng sa đà sam bút thê ác tha vi sanh cha đoà đa sanh cha sa hát sa kê phanh cha sa ta sa hát sa ni na ma ni si ra sa a hăng tê sang thăm mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hăng Namakara nupa we na hantwa sap de upap da we aneka antaraya siwina santua se sato sambutte bancha panya sancha chatuwi sati sahas sake dasa sata sahas sanina mami sirasa ahante sang thâm mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma ni hằng na ma ca ra nu pa quê na hàn toa sắp đề u pắp đa quê a nê ca an ta ra ya si vi na san tu a se sa to sam bút thê na bút ta ra sa tê a sa chát ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma ni si ra sa a ham te sang tham man cha sang khanh cha a da re na na ma mi ham na ma ka ra nu pa we na ham toa sap đề u pap da we a ne ka an ta ra ya sắp đề cu rắc thi mà ya đi xa ya sắp ta a quê gà xuống khi hồn tu sắp đề cu rắc thi mà ya anu đi xa ya sắp ta a quê gà xuống khi hồn tu sắp đề đắc khi nà ya đi xa ya sắp ta a quê gà xuống khi hồn tu sắp đề đắc khi nà ya anu đi xa ya sắp ta a về ra su khi hồn tu sắp để bắt chi mà ya đi xa ya sắp ta a về ra su khi hồn tu sắp để bắt chi mà ya nu đi xa ya sắp ta a về ra su khi hồn tu sắp để út ta ra ya đi xa ya sắp ta a về ra su khi hồn tu sắp đề út ta ra ya anu đi xa ya sát ta a về ra su khi hồn tu sắp đề u pa ri ma ya đi xa ya sát ta a về ra su khi hồn tu sắp đề hết thi ma ya đi xa ya sát ta a về ra su khi hồn tu sắp đề sát ta a về ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc kha hồn tu áp cha bất cha hồn tu a ni kha hồn tu đi kha du ca hồn tu a rô ga hồn tu sam pháp tì hi sam mít chan tu su khi áp ta năng pa ri ha ran tu đúc kha pháp ta cha nít đúc kha pa giáp pháp ta cha nít Phaya so kappata chani so ka hon tu sap dei pipanino akasattha chakummattha devanaga mahittika punyang no anumodam tu chirang lakham tu sasanang akasattha chakummattha devanaga mahittika
Bồn nhăn nô anu mô đàm chú chí răng rắc khám chú nô gà rù. A ca sát thà chá phùm mát thà đê hoa nà gà ma hít thi ca. Bồn nhăn nô anu mô đàm chú chí răng rắc khám chú nhà ta dô. A ca sát thà chá phùm mát thà đê hoa nà gà ma hít thi ca. Bồn nhăn nô anu mô đàm chú chí răng rắc khám chú pa ni nô. A ca sát thà chá phùm mát thà đê hoa nà gà ma hít thi ca. Bồn nhăn nô anu mô đàm chú chí răng rắc khám chú nô sa đa. Y đăng hoa ta nô bồn nhăn a sa hoa khaya wa hang ho tu anagate kale. Sa thu. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất, chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng an vui và tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama nhằm sớm thoát khỏi đau khổ, thành tựu chính trí, chứng ngộ niết bàn trong ngày vị lai. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Mình lễ sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Mại giả, Nam mô Sang Thầy giả. Xin chào các học viên. Dạ, con kính đến lễ sư ạ. À, giờ hôm nay chúng ta học tiếp phần à. Con kính này lễ sư. Dạ. Lộ ý môn lộ tâm thời cần tử. Lộ tình tâm thầy cần tử thì hôm trước có giới thiệu đó là lộ tình tâm thầy cần tử mình có hai trường hợp, đó là lộ ngũ môn thầy cần tử và lộ y môn thầy cần tử. Lộ ngũ môn thầy cần tử thì mình cũng đã học xong rồi. Hôm nay chúng ta học phần lộ y môn thầy cần tử. Là y môn thầy cần tử, tức là tiến trình tâm mà diễn ra qua y môn lần cuối của một kiếp sống. Trong phần lộ y môn thầy cần tử này ấy, thì mình có ba trường hợp. Một, thứ nhất là lộ y môn thầy cần tử mà thông thường. Thứ hai đó là lộ y môn viên tịch thông thường. Và thứ ba đó là lộ y môn viên tịch đặc biệt. Và lộ y môn cần tử thông thường là chỉ cho là lộ trình tâm diễn ra trong thầy cần tử đối với người phàm phu với các bậc thánh hữu học không sử dụng thiền định trước khi biên tịch. Còn cái lộ ý môn biên tịch thông thường là để chỉ cho sự biên tịch của bậc thánh A La Hán mà các ngài không nhập thiền trước khi biên tịch. Còn lộ y môn biên tịch đặc biệt ở đây là chỉ cho những trường hợp mà các bậc thánh trước khi biên tịch các ngài có nhập thiền, thí dụ như trường hợp biên tịch của Đức Phật chẳng hạn. Thì đó là ba trường hợp mà chúng ta sẽ học về lộ y môn thời cần tử. Ở trong bài học ngày hôm nay thì mình học về lộ y môn thầy cần tử thông thường. Trong phần này thì mình cũng có phần định nghĩa. Rồi thứ hai đó là lộ y môn thầy cần tử thông thường. Chúng ta cũng để ý thêm đó là trong các lộ cần tử thì nó chỉ có một loại cảnh duy nhất, đó là cảnh rất rõ. Và nó xảy ra ở hai trường hợp, đó là chóc năng cảnh và chóc động lực.
Thứ hai thì mình có cái phần đề cập đến các trạng tâm trong loại môn thầy cận tử thông thường. Thứ tư đó là các lộ tâm trong loại môn thầy cận tử thông thường. Thứ năm là các tâm có mặt trong loại môn thầy cận tử thông thường. Và thứ sáu là số lượng loại môn cận tử thầy cận tử thông thường. Thứ bảy là lỗi môn thầy cận tử thông thường xảy ra ở hạng người. Và thứ tám đó là lỗi môn thầy cận tử thông thường xảy ra ở các cõi. Số một là phần định nghĩa lỗi môn thầy cận tử thông thường. Ở đây nó là tức là tiến trình tâm sanh khởi và lộ qua ý môn cho người sắp mạng chung và còn tục sinh. Ở đây thì chúng ta để ý đó là cái lộ ý môn, cái qua cái định nghĩa này cho mình thêm rõ một tí nữa, đó là phần lộ ý môn mà thông thường thì xảy ra ở trong trường hợp mà người mà còn có sự tục sinh, cả lẫn người phàm phu lẫn các bậc thánh phụ học, mà còn có sự tục sinh thì vẫn có thể trước khi lâm chung thì cái lộ trình tâm này nó vẫn diễn ra, tức là sau khi lộ trình tâm này diễn ra thì mới chết. Thì phần là phần thứ nhất. Phần thứ hai đó là lỗi môn thầy cận tử thông thường, thì giống như nói lúc nãy thì nó chỉ có một ở lỗi môn cận tử, ở lỗi cận tử thì nó chỉ có một cảnh duy nhất, đó là cảnh rất lớn, cảnh rất lớn, và có hai trường hợp đó là chót na cảnh và chót động lực. Ở đây là trường hợp thứ nhất, đó là chót na cảnh. Trong chót na cảnh này nó còn chia ra hai cái lộ trình tâm nhỏ. Thứ nhất đó là chót na cảnh mà có sen hộ kiếp trước tử, và chót na cảnh không sen hộ kiếp trước tử. Ở trường hợp có hộ kiếp trước tử hôm trước thì mình cũng đã có nói rồi. Thì ở đây là lộ trình tâm. Thì ở đây là trường hợp thứ nhất, đó là trường hợp mà có hộ kiếp trước tử, có hộ kiếp trước tử. Trường hợp có hộ kiếp trước tử hôm trước mình được giải thích đó là, tức là ở trong, tức là khi mình mạnh chung thì nếu mà không có gì thông thường thì danh pháp, tức là mình có hai loại mạng quyền, đó là sắc mạng quyền và danh mạng quyền. Thì nếu mà trong trường hợp mà khi lâm chung mà sắc mạng quyền và danh mạng quyền lấy gì trong cùng một lúc thì lúc bây giờ thì lộ ý môn thầy cận tử trong trường hợp đó thì nó không có sen hộ kiếp trước tử. Còn ở trong trường hợp mà danh mạng quyền, sắc mạng quyền nó diệt chậm hơn danh mạng quyền thì lúc đó thì nó có trường hợp đó là thêm một sắc na hộ kiếp trước khi sắc na tâm tử. Thì đó là lý do tại sao mà nó có trường hợp mà sen hộ kiếp trước tử và không có sen hộ kiếp trước tử. Và học ở trong vi diệu pháp này thì chúng ta cũng thấy đó là sao tâm tử đó là tâm tục sinh, tức là vừa chết là tục sinh liền, vừa chết là tục sinh liền.
Tục sinh liền ở đây không nghĩa là mình chết rồi tục sinh làm người liền, nó không phải như vậy, mà nó là tức là theo trong các loài chúng sanh tiềm có, đó là chúng sanh địa ngục, chúng sanh ngạ quỷ, chúng sanh Atula, rồi loài súc sanh, rồi chúng sanh loài người, chúng sanh cõi trời. Thì khi mà chết thì nó có thể tục sinh qua một loài chúng sanh nào đó, có thể là loài người nếu mà có phước, hoặc là sinh về cõi trời. Còn nếu mà do một cái ác nghiệp nào đó chi phối trong sắp lâm chung, làm người đó có tâm sân hoặc là tâm tham, tâm si chi phối, thì có thể đưa người đó tái sanh ở cõi khổ, có thể là địa ngục, ngạ quỷ, hay là loài súc sanh, hoặc là loài Atula, tùy theo trường hợp. Nhưng mà chết thì là tái sanh liền. Và học cái lộ trình tâm này thì chúng ta cũng nhớ ra là nếu mà người tục sinh bằng tâm nào thì khi mà tử, tức là trong cái kiếp hiện tại, nếu mà tục sinh bằng tâm nào thì sẽ tử bằng tâm đó. Rồi sau khi tử thì là tục sinh, thì cái tục sinh ở đây nó sẽ một loại tâm mới khác, một trong 19 tâm tục sinh. Tức là có thể nếu mà tục sinh vào cõi khổ thì đó là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Tục sinh vào cõi người, nhưng mà người ví dụ như là người lạc vô nhân chẳng hạn, thì nó là tâm quan sát thọ xả quả thiện. Hoặc là tục sinh ở cõi người là người nhị nhân, thì đó là bốn tâm đại quả thọ xả, một trong bốn tâm đại quả, một tâm trong bốn tâm đại quả lý trí. Tục sinh người tam nhân ở cõi người thì đó là một trong bốn tâm đại quả hợp trí. Tục sinh ở cõi trời, ví dụ như ở cõi phạm thiên, thì đó là các cõi trời sắc giới, thì một trong năm tâm quả sắc giới. Cõi trời vô sắc giới thì một trong bốn tâm quả vô sắc giới. Thì cái tâm này nó sẽ làm cái việc tục sinh ở cái cảnh giới mới. Cảnh giới mới. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là nó cũng là cảnh rất lớn, nhưng mà ở đây nó chỉ là chót động lực. Chót động lực. Trong chót động lực thì nó cũng diễn ra giống như là trong, nó chỉ mở ra na cảnh thôi. Lộ trình tâm thì nó diễn ra giống y hệt. Tức là nó còn có trường hợp đó là có sen hộ kiếp trước tử, hoặc là không sen hộ kiếp trước tử. Liên quan đến sự diệt của danh màn quyền và sắc màn quyền trong cùng một lúc, hoặc là chậm một sắc na. Đây là cái, với lại chúng ta để ý đó là ở trong lộ ý môn, tử ở trong lộ ý môn thì nó cũng không có hộ kiếp vượt qua. Ở trong lộ ngũ môn thì có hộ kiếp vượt qua, vì nó liên quan đến liên quan đến cảnh nghiệp tướng, cảnh nghiệp, nó liên quan đến cảnh nghiệp, tức là qua lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, hoặc là lộ thân. Nhưng mà ở trong lộ, cho nên nó có hộ kiếp vượt qua. Ở trong lộ ý môn thì nó chỉ bị chi phối bởi cảnh nghiệp tướng và cảnh sanh thú tướng, cảnh nghiệp sanh thú tướng. Và là nó trong lộ tử, trong lộ ý môn là nó thuần túy là cảnh danh pháp, cảnh danh pháp, cho nên nó không có hộ kiếp vượt qua, nó không có hộ kiếp vượt qua.
Rồi phần thứ ba đó là cách tính về các trạng tâm. Trạng tâm phần này thì nếu mà từ trước đến giờ thì mình nắm bắt được rồi thì phần này nó không còn khó nữa, chỉ có điều giống như là ôn lại các bài học cho mình thôi. Thì ở đây khi mình tính trạng tâm thì chúng ta mỗi một tâm khi mà có một tên gọi một cái công việc riêng thì nó được xem là một trạng. Ví dụ ở đây mình có đó là khai y môn, động lực, na cảnh. Một mỗi một tâm lộ nó có một cái tên gọi khác nhau và có một cái công việc khác nhau. Thì ở trong trường hợp này đó là mình có ba trạng. Tâm tử. Tâm tử vì nó cái tâm tử nó có cảnh là khách quan, mà cảnh của nó đó là cảnh chủ quan, cho nên ở đây nó không được kể là một trạng trong trường hợp này. Rồi tương tự với tâm thuộc sinh. Ở trong trường hợp thứ hai thì chỉ có hai trạng, đó là trạng khai ý môn và trạng động lực. Vậy thì ở trong hai lộ trình tâm này, ở đây lúc nãy mình vẽ ở chót na cảnh nó có hai trường hợp, chót động lực nó có hai trường hợp, nhưng là vì nếu mình tính trạng tâm thì giống nhau thôi, cho nên chúng ta chỉ vẽ lại hai trường hợp, tức là trường hợp chót na cảnh mình lấy ở trong trường hợp mà không có sen hậu kiếp trước tử, ở trường hợp chót động lực thì mình lấy nó là ở lộ trình tâm mà có sen hậu kiếp trước tử. Mình lấy hai trường hợp để mình cho nó gọn. Để ở trường hợp thứ nhất chúng ta thấy là có ba chàng tâm, trường hợp thứ hai đó là có hai chàng tâm. Vì các tâm lộ, các tâm lộ tức là những sắc na tâm biết cảnh khách quan, thì nó cũng nãy mình tính bao nhiêu chặng, thì đến khi mình tính tâm lộ thì mình cũng tính trong các chặng tâm đó. Chỉ có điều là mỗi một sát na thì mình tính nó là một chặng, một tâm lộ, thay vì mình tính theo cái tên gọi và cái công việc giống như là trong phần tính chặng. Thì ở đây mình có một là khai ý môn, ở động lực thì mình có năm sát na tâm động lực, cho nên ở đây mình có năm tâm lộ. Ở na cảnh thì mình có hai sát na tâm na cảnh, nên ở đây mình có hai tâm lộ. Như vậy thì ở trong trường hợp thứ nhất là mình có 8 tâm lộ. Ở trong trường hợp thứ hai chót động lực á, thì vì mình chỉ có hai ý môn với năm sắc na tâm động lực, cho nên ở trong trường hợp thứ hai này thì mình chỉ có là 6 tâm lộ. Về cách tính tâm cách tính tâm thì ở đây nếu mà một tiến trình tâm xảy ra ở trong trường hợp thứ nhất thì mình sẽ thấy là nó có ba thứ tâm, tức là khai ý môn, động lực. Cái động lực này mặc dù là nó có năm sắc na, nhưng mà nếu mà cái sắc na đầu tiên tâm gì thì các sắc na còn lại nó cũng sử dụng tâm đó. Tương tự với ở na cảnh nó có hai sắc na, nhưng mà nếu mà sắc na đầu nó có tâm là tâm gì thì sắc na sau nó cũng là tâm đó. Trường hợp thứ hai thì nếu một tiến trình tâm xảy ra thì chúng ta sẽ thấy là nó chỉ có hai thứ tâm, đó là mình nói theo một tiến trình tâm xảy ra. Còn nếu mà chúng ta nói tổng quát thì cái lộ động lực ở trong trường hợp này, cái động lực ở đây đó là với người phàm phu. Người phàm phu thì cái lộ động lực diễn ra ở trong tâm tử thì nó có thể đó là có đầy đủ là 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Đó là, còn đối với các bậc thánh thì nó có giảm đi. Ví dụ như là bậc thánh Tu Đà Hoàn. Bậc thánh Tu Đà Hoàn thì vì đã đoạn trừ được thân kiến hoài nghi,
giới cấm thủ, cho nên dẹp bỏ được đó là thân kiến, thì dẹp bỏ được bốn tâm tham mà hợp tà, bỏ thì bốn tâm tham hợp tà. Rồi ở bậc thánh Tư Đà Hàm thì cũng vậy, cũng vậy. Ở bậc thánh A La Hàm, A La Hàm thì đã đoạn trừ được hoàn toàn là dục ái, tức là những tâm tham mà nó sanh khởi còn bị chi phối bởi dục ái thì nó không có đối với các bậc thánh A La Hàm. Dù trong trường hợp đó thì bốn tâm tham ly tà nó còn sanh khởi ở bậc thánh A La Hàm, nhưng mà nó không phải sanh khởi ở trong trường hợp mà do dục ái bị chi phối, mà nó sanh khởi ở trong trường hợp khác. Ví dụ như là sanh khởi do bị ngã mạn chi phối chẳng hạn. Như vậy thì nếu mình tính tổng quát á, thì với tâm bất thiện thì nó có đủ 12 tâm bất thiện. Ở trong ngoài ra thì mình tổng lực ở đây mình còn có là 8 tâm đại thiện. 8 tâm đại thiện làm việc tổng lực ở trong lộ trình tử. Dạ. 8 tâm đại thiện. Vì ở lộ trình tâm này thì là dành cho người phàm phu với bậc thánh hữu học, cho nên tám tâm tố mà nó làm việc động lực nó không có mặt ở trong trường hợp này, cho nên nó chỉ là tám tâm đại thiện. Như vậy thì cái động lực dục giới, động lực dục giới trong trường hợp này thì mình chỉ lấy đó là 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện, vậy thì mình có 20. Na cảnh thì nó vẫn diễn ra đủ, tức là 11 tâm na cảnh, trong đó mình có là 3 tâm ý giới, tức là 2 tâm quan sát thọ xả và tâm 1 tâm quan sát thọ hỷ, rồi 8 tâm đại quả, thì nó có 11 thứ. Như vậy thì tổng quát nó làm có ở đây 10, ở đây 10, 11 với thêm 1 2 ý môn. Ở đây 20 chứ xin lỗi. Ở đây 20 với lại ở đây 11 là 31, có 32. 32 ở trong trường hợp thứ hai thì nó không có na cảnh, cho nên mình bỏ ra 11 na cảnh. Bỏ ra 11 na cảnh, như vậy thì mình chỉ còn lại là 21. 21 tức là 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiền làm việc tổng lực là 20, thêm tâm khai ý môn là 21. 21. Còn là tâm tục sinh ở đây thì nó tùy theo trường hợp mà mình giống mình nói lúc nãy, nó có thể là tục sinh bằng tâm quả, tâm quan sát thọ xả quả bất thiền, hoặc là tâm quan sát thọ xả quả thiền, hay là 8 tâm đại quả. Ngày 32/21. Về số lượng lậu tâm, số lượng lậu tâm thì lúc nãy mình vẽ đó là ví dụ ở trong trường hợp chót na cảnh, mình có nó là chót na cảnh có sen hậu kiếp trước tử, chót na cảnh không sen hậu kiếp trước tử. Cho nên trường hợp thứ nhất đó là mình có hai lậu trình tâm, hai lộ trình tâm. Trường hợp thứ hai đó là chót động lực, mình cũng chia nó ra làm hai. Chót động lực đó là có sen hậu kiếp trước tử, và chót động lực không sen hậu kiếp trước tử. Như vậy thì mỗi trường hợp mình chia nó ra làm hai, cho nên tổng cộng là mình chỉ có bốn lộ trình tâm. Bốn lộ trình tâm mình cũng để ý đó là tại
những cái quen học ở lầu ngũ môn á, ở lầu ngũ môn á, nó cũng chót ra cảnh chót động lực, nhưng mà vì giờ ở là chót ra cảnh chót động lực rồi nó cũng có sang học kiếp trước tử, không sang học kiếp trước tử, nhưng vì ở lầu ngũ môn á, nó diễn ra đó là ở lầu nhãn, lầu nhĩ, lầu tỷ, lầu thiệt, lầu thân, cho nên là mỗi một trường hợp của nó mình chia nó ra làm năm. Năm mà trường hợp có sang học kiếp trước tử hoặc là không sang học kiếp trước tử, năm tức là mình chia nó là làm hai, nó trở thành 10. Rồi tương tự ở lộ động lực cũng vậy à, nhưng mà ở lộ ý môn thì nó không có như vậy à, nó chỉ diễn ra một trường hợp à, hoặc là có sang học kiếp trước tử à, chót na cảnh có sang học kiếp trước tử hoặc là không sang học kiếp trước tử, hay là chót động lực có sang hộ kiếp trước tử hoặc là không sang hộ kiếp trước tử à, cho nên nó chỉ có 4 lộ trình tâm à, có 4 lộ trình. Về hạng người, hạng người thì trong phần định nghĩa lúc nãy thì mình cũng đã, nếu mình để ý thì mình cũng đã biết là lộ trình tâm này xảy ra đối với hạng người nào rồi, tức là hễ hạng người nào mà còn có tâm tục sinh à, còn có tâm tục sinh thì lộ trình tâm này, lộ trình tâm tử này có thể diễn ra à. Cho nên ở đây mình có đó là 7 hạng người, tức là 4 người phàm. 4 người phàm trong đó là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân và người tam nhân. Và 3 thánh quả bậc thấp, đó là Tứ Đồ Phần, Tứ Đại Hàm và A Na Hàm quả. Còn bốn người đạo thì bỏ nó đi, bốn người đạo với người tứ khỏa à, thì cái lộ trình tâm này nó không có diễn ra à, chỉ có 7 hạng người. Trường hợp thứ hai đó là phần thứ 8, đó là lộ ý môn thầy cần tự thông thường, đó là xảy ra ở các cõi à, các cõi. Yeah, liên quan đến các cõi á, thì chúng ta trước tiên á, là chúng ta chú ý đến lộ trình tâm mà nó có na cảnh à, lộ trình tâm mà có na cảnh á, nếu mà nó có xảy ra thì nó chỉ xảy ra ở 11 cõi dục giới à, chỉ xảy ra ở 11 cõi dục giới à, 11 cõi dục giới. Còn ở lộ hồi lúc mà chúng ta học ở lộ ngũ môn á, thì ở na cảnh thì nó cũng chót là à, nó cũng là xảy ra ở 11 cõi dục giới, nhưng mà ở trong trường hợp chót động lực á, thì ở lộ ngũ môn mình chia nó ra làm hai, đối với lộ nhãn, lộ nhĩ á, lồ nhĩ thì nó có thể xảy ra thêm ở các cõi sắc giới, còn lồ tỷ, lồ tiệt, lồ thân thì nó chỉ xảy ra ở 11 cõi dục giới. Nhưng ở lộ y môn thì mình không có phân ra như vậy, mình chỉ phân ra hai trường hợp, đó là một là chót động lực, hai là chót na cảnh. Chót na cảnh thì nó chỉ xảy ra đó là ở 11 cõi dục giới à, 11 cõi dục giới. Còn chót động lực đó là xảy ra ở chót động lực thì xảy ra ở 26 cõi 26 cõi hữu tâm, xin lỗi, 30 cõi hữu tâm à, chót động lực thì xảy ra ở 30 cõi hữu tâm, tức là mình chỉ trừ ra đó là cõi vô tử à, các chúng sanh còn lại ở cõi sắc giới và vô sắc giới thì đều tử bằng, nếu ở trong trường hợp mà lỗi môn thông thường thì tử với cái lộ trình tâm mà chấp động lực này thì, đó là phần lộ trình tâm ngũ môn mà thời cần tử thông thường à, nó chỉ có bao nhiêu đó.
giờ chúng ta học thêm một bài nữa, đó là lộ tâm ngũ môn mà lộ viên tịch. À, lộ viên tịch. Lộ viên tịch là trường hợp thứ hai của lộ trình tâm y môn thầy cần tử. À, lộ viên tịch thông thường, trước tiên là chúng ta nói về lộ viên tịch thông thường. À, đây là lộ y môn viên tịch thông thường. À, thì mình có, cũng có các ý giống như cái bài lúc nãy, tức là sau phần định nghĩa mình có cái lộ trình tâm viên tịch, rồi tính trạng tâm, tính tâm lộ, tính số lượng tâm, tính các tâm có mặt trong trong lộ tâm đó, rồi tính về số lượng tâm, tính về hạng người, rồi tính về lộ trình tâm này có thể xảy ra ở các cõi nào, ở các cõi nào. Thì định nghĩa đó là lộ ý môn viên tịch thông thường là tiến trình tâm sanh khởi qua ý môn lần cuối của đời sống, của đời sống đi ha. Đối với bậc thánh tứ quả, à, đối với bậc thánh tứ quả, nhưng mà ở bậc thánh tứ quả trong trường hợp này đó là trong trường hợp mà các ngài không có dùng, không có nhập thiền trước khi biên tịch. À, mà để biên tịch theo cái thông thường khi mà hết tuổi thọ thì mất đi, hoặc là các ngày biên tịch thì cái lộ biên tịch này thật ra mình chỉ xảy ra đối với các vị thánh, các bậc thánh A La Hán, đối với các bậc thánh A La Hán. Nhưng mà chữ biên tịch ngày nay là thường mình sử dụng khá phổ thông, dành thí dụ như là có các vị hòa thượng đột mất thì mình gọi là viên tịch. Thật ra là cái đó gọi theo cách tôn trọng thôi, chứ thật ra là cái viên tịch mà cái theo cái lộ trình tâm mà diễn ra trong trường hợp này thì chỉ dành cho bậc thánh A La Hán, chỉ bậc thánh A La Hán tứ quả. Thì trong lộ biên tịch này thì nó cũng xảy ra ở hai trường hợp, đó là chót na cảnh và chót động lực. Trong phần chót na cảnh này cũng chia ra làm hai, tức là chót na cảnh mà có sen hộ kiếp trước biên tịch, hoặc là không sen hộ kiếp trước sắc na tâm biên tịch. Trước sắc na tâm biên tịch thì đây là mình có cái lộ trình tâm. Thì ở trong trường hợp một đó là chót na cảnh có sen hộ kiếp trước biên tịch, và trường hợp hai đó là chót na cảnh nhưng mà không sen hộ kiếp trước biên tịch,
Ông để ý nó là ở trong lộ trình tâm này, sao sắc na tâm này á, bây giờ đây là cái kiếp sống cuối cùng của bậc thánh A La Hán, cho nên là sau cái sắc na tâm viên tịch này nó không có cái sắc na tâm tục sinh, giống như là cái lộ y môn thông thường mà mình vẽ lúc nãy. Thì cái trong trường hợp này á, ở trong kinh Ni Tiên Bắn Đá, thí dụ giống như là cái lửa mà nó có thể cháy được á, là do nó có cái nhiên liệu để nó cháy à, nhưng mà đến khi cái nhiên liệu nó hết rồi thì nó không còn cháy nữa à, nó tự động nó tắt đi. Thì tương tự đối với cái người phàm phu và các bậc thánh hữu học á, vì mình còn bị tham vô minh và tham ái chi phối, cho nên nó vẫn còn có cái đời sống luân hồi à, nhưng với bậc thánh A La Hán giống như là còn nhiên liệu để nó có thể cháy tiếp à, nhưng mà các bậc thánh A La Hán thì không phải như vậy. Đó là trường hợp chót na cả. Trường hợp thứ hai đó là chót động lực. Ở trong chót động lực thì nó cũng có hai trường hợp à, nó cũng hai trường hợp, tức là chót động lực có sen hộ kiếp trước tử và chót động lực mà không có sen à, xin lỗi, chót động lực mà có sen hộ kiếp trước sát na tâm viên tịch và chót động lực mà không có sen hộ kiếp, không có sen sắc na, không có sen hậu kiếp trước sắc na tâm viên tịch. Cách giải thích thì vẫn giống nhau à, dù là bậc thánh A La Hán thì cách giải thích nó vẫn là giống nhau, thì tiến trình tâm nó diễn ra cũng giống nhau. Về chặn tâm thì nó cũng không có khác với cái lộ trình tâm lúc nãy, tức là ở lộ trình tâm trên thì mình có ba chặn tâm, đó là khai ý môn, tổng lực và na cảnh. Lộ trình tâm thứ hai đó là mình cũng có, đó là hai chặng tâm, đó là khai ý môn và động lực à, khai ý môn và động lực. Cái trường hợp thứ tư đó là các tâm lộ à, tâm lộ, các tâm lộ thì trường hợp một mình cũng có tám tâm lộ, tức là một khai ý môn, 5 động lực là 6, 2 na cảnh là 7, đây là 8. À, lộ trình tâm thứ hai đó là mình có 1 2 ý môn với 5 động lực là 6. Về trường hợp 1 mình có 8 tâm lộ, trường hợp thứ hai mình có 6 tâm lộ. À, tâm lộ. Về cách tính tâm. À, cách tính tâm ở đây thì ở trường hợp một, nếu mà một tiến trình tâm xảy ra thì nó vẫn là ba thứ tâm, đó là khai ý môn, động lực và na cảnh, sau đó là tâm viên tịch. Và chúng ta để ý đó là cái tâm viên tịch đó, là cái cách gọi của bậc thánh A La Hán. Yeah. Nhưng mà trước đây thì nếu vị này tục sinh bằng tâm gì, tại thường là cái bậc thánh A La Hán ở trong trường hợp này á, là nếu mà nói về người trước đây mà còn là phàm phu á, tức là trước khi chứng đắc được thánh quả thì nếu mà là người á, là chắc chắn là người tâm nhân. Mà người tâm nhân á, nếu mà ở cõi dục giới á, ở bảy cõi vui dục giới á, thì chắc chắn đó là tục sinh bằng bốn tâm đại quả hợp trí à, bốn tâm đại quả hợp trí à, bốn tâm đại quả hợp trí. Còn nếu mà ở cõi sắc giới, đối với trường hợp thứ hai á, tại na cảnh thì nó không có diễn ra ở sắc giới mà nó chỉ có trường hợp động lực thôi. Bây giờ nói trường hợp trên trước đi ha. À, động lực à, nói tâm viên tịch chứ đang nói tâm, tức là nếu mà trường hợp ở
cái tâm viên tịch này nếu mà trường hợp ở sắc giới á, thì ở trong trường hợp này đó là cái tâm viên tịch ở đây đó, nó là một trong năm tâm đại quả. Còn là nếu mà trường hợp vô sắc giới á, thì cái tâm viên tịch ở trong trường hợp này đó là một trong bốn tâm quả vô sắc. À, một trong bốn tâm quả vô sắc chứ không phải tâm gì khác. Cái tên gọi là gọi để tôn trọng đối với các bậc thánh anh hán thì mình gọi là viên tịch. À, nhưng mà thật ra cái tâm của nó đó là vẫn là một trong các tâm quả mà làm việc tục sinh cho bậc thánh a la hán trước đây mà còn là người tâm nhân thuộc về phàm phu hay là người quả, tức là người này cũng có thể là người sơ quả, nhị quả, tam quả, rồi sau đó tu tập mới chứng đắc được thánh quả a la hán vào viên tịch. À, thí dụ như là nếu là bậc thánh a la hán này đang ở cõi tịnh cư thì trước đây, trước khi thành bậc thánh a la hán đó, người này là người tam quả, rồi từ người tam quả đó là mới tu tập trở thành bậc thánh a la hán. À, thì ở trong trường hợp đó là cái tâm quả ở đây vẫn là ở cõi ngũ tình cư. Ngũ tình cư thì chứng đắc được tam thiền. À, chứng đắc được tam thiền. Ôi, chứng đắc được ngũ thiền chứ. Ngũ thiền mới sinh về tam quả và ngũ thiền. À, ngũ thiền sắc giới thì sinh về ngồi ngũ tình cư. Thì như vậy thì cái tâm của vị thánh a la hán mà tâm tịch của vị thánh a la hán ở trong trường hợp này đó là tâm quả ngũ thiền. À, tâm quả ngũ thiền làm việc tục sinh, cho nên đến khi tâm tử thì cũng tử bằng tâm này. À, là một trong các tâm quả làm việc tục sinh cho bậc thánh a la hán trước đây đó, thì đến khi tịch thì nó vẫn tịch bằng tâm đó. Thì nó giống như là ở trong trường hợp người phàm phu hoặc là các bậc thánh tu học, khi mà tục sinh bằng tâm nào thì đến khi tử thì bằng tử bằng tâm đó, nó vẫn giống nhau y hệt, chỉ có cái tên gọi khác nhau thôi. Chỉ cái tên gọi khác nhau. Với lại ở bậc thánh a la hán thì sau khi tịch thì không có còn tái sanh, khác với ở người phàm phu với bậc thánh tu học là ở điểm đó. Thì ở đây ở trong trường hợp thứ nhất cái nãy thì mình tính một tiến trình tâm xảy ra thì nó có ba thứ tâm, trường hợp thứ hai thì có hai thứ tâm, nhưng nếu tính tổng quát thì tâm mà làm việc động lực cho bậc thánh a la hán thì mình chỉ có là tám tâm đại tố với lại tâm sinh tiếu là làm việc động lực. Và làm việc động lực na cảnh thì vẫn bình thường, na cảnh vẫn là 11 tâm na cảnh. Như vậy thì nếu là một tiến trình tâm xảy ra thì nó có là một với chín là mười với ở đây 11 thì là 21. Ở trong trường hợp thứ hai thì vì chót động lực cho nên mình bỏ ra 11 tâm na cảnh, 11 tâm na cảnh thì nó chỉ còn lại 10 thứ tâm, tức là hai ý môn với lại chín tâm động lực. Đó là phần tính tâm. Cái phần tính tâm này chúng ta để ý để nó không có bị nhầm lẫn, đó là trường hợp đối với bậc thánh a la hán thì tâm động lực chỉ là tâm đại tố, chỉ là tâm đại tố, chỉ là tâm đại tố. Và vì đây là lộ nguyên tịch thông thường cho nên động lực ở đây nó không thể là động lực thiền, mà nó chỉ là động lực dục giới bình thường. Động lực dục giới bình thường.
để không nhầm lẫn với trường hợp mà mình tính tâm động lực của người phàm phu và các bậc thánh hữu học. Thánh hữu học. Về số lượng lộ tâm thì nó cũng giống nhau, tức là trường hợp na cảnh mình có hai, trường hợp động lực thì mình có hai, cho nên tổng cộng đó mình có bốn lộ trình tâm, cũng có bốn lộ trình tâm. Thì người ở đây thì quá dễ rồi, chùa có bốn lộ trình tâm nhưng mà biên tịch thì chỉ dành cho bậc thánh a la hán tứ quả, bậc thánh a la hán tứ quả. Về cõi, cõi thì ở trong trường hợp một, trong trường hợp một thì nãy lộ y môn thông thường nãy á, thì chắc là cảnh mình có 11 cõi, 11 cõi dục giới. Nhưng mà ở trong trường hợp mà lộ viên tịch á, vì lộ viên tịch ở đây là chỉ cho bậc thánh a la hán, mà bậc thánh a la hán thì nếu mà ở 11 cõi dục giới thì bậc thánh a la hán nếu mà sinh ra thì chỉ sinh ở cõi người hoặc là cõi trời dục giới, cõi người hoặc là sáu cõi trời dục giới, cõi gom chung là đó là bảy cõi vui dục giới. Cho nên cái chót na cảnh ở trong trường hợp này nó không bao gồm là bốn cõi khổ mà nó chỉ là bảy cõi vui dục giới. Bây giờ đây là trường hợp mà bậc thánh a la hán có thể sinh ra, tức là cái cảnh giới mà bậc thánh a la hán lúc mà còn phàm phu mà sinh ra thì có thể là cõi người hoặc là ở các cõi trời, ở các cõi trời dục giới. Ở trong trường hợp thứ hai đó là chót động lực. Chót động lực thì nó có thể xảy ra ở tất cả các cõi hữu tâm, các cõi hữu tâm. Ở trong lỗi môn thông thường lúc nãy thì mình tính là 30 cõi, chỉ trừ ra cõi vô tưởng. Nhưng mà ở trong trường hợp với bậc thánh a la hán thì mình hữu tâm là được rồi, nhưng mà bậc thánh a la hán thì nếu mà còn phàm phu hay là bậc thánh hữu học, thầy còn phàm phu hay là bậc thánh hữu học á, thì nếu mà có mặt thì chỉ có mặt ở cõi vui. Cho nên khi mà tính đến bậc thánh a la hán thì chúng ta phải bỏ thêm là bốn cõi khổ, bỏ thêm bốn cõi khổ. Thì như vậy thì chúng ta có xảy ra ở cõi hữu tâm, ở cõi hữu tâm thì mình gọi là cõi hữu tâm để mình loại bỏ cõi vô tưởng. Rồi mình thêm chữ vui vào đó là để mình loại bỏ bốn cõi khổ. Thì như vậy ở 31 cõi mà chúng ta loại bỏ được 5 cõi thì mình còn lại đó là 26 cõi vui hữu tâm. 26 cõi vui hữu tâm. Và ở lộ y môn thì mình không còn chia ra đó là nhãn nhị tỵ tiệt thân gì nữa, mà lộ y môn thì nó xảy ra đủ ở 26 cõi hữu tâm khi mà này chót động lực. Chót động lực. Còn tâm biên tịch thì giống như nói lúc nãy, nó tùy theo ở trong trường hợp cõi mà tâm biên, người này tục sinh bằng tâm nào thì sẽ biên tịch bằng tâm đó. Thì đó là phần nội dung của bài học mà là lỗi môn biên tịch thông thường xảy ra ở các cõi. Thôi bữa nay chúng ta tạm học hai bài như vậy. Rồi thì sau có thể là chúng ta học một buổi nữa là mình xong cái phần lỗi môn thời cận tử. Rồi chúng ta học thêm một tí về cái lộ thục sinh. Rồi như mình kết thúc phần lộ trình tâm. Nếu mà có thời gian thì chúng ta sẽ học tiếp phần
cái bộ pháp tụ là cái bộ đầu tiên ở trong vi diệu pháp. Rồi xin mời lớp nghị Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tạm mít lại cho cô Phúc Vị chung. Dạ, bài học đã kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về lộ cận tử ý môn thông thường và lộ ý môn viên tịch thông thường ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Bài học đã kết thúc, xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ, con kính tri ân sư. Con xin thay mặt quý cô tu nữ, quý học viên trong rơm hồi hướng phước báu của học buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha phom ma tha de qua na ga ma hi ti ka bổn nhãn nô anu mô đam tu chi răng ra khám tu sa sa nang a ca sa tha cha phẩm ma tha đề qua na ga ma hi ki ca bổn nhãn nô anu mô đam tu chi răng ra khám tu nô ga ro a ca sa tha cha phẩm ma tha đề qua na ga ma hi ki ca bổn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu nhà ta yo a ca sa tha cha phom ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bổn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu pa ni nô a ca sa tha cha phom ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bổn nhãn nô anu mô đam tu chi răng ra khan tu nô sa đa y đăng qua ta nô bổn nhãn a sa wa kha ya wa hằng hô tu anagate kale sa thú. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 giờ Việt Nam. Dạ, chúng con kính chúc sư Tinh Tuệ, kính chúc quý sư, quý cô tu nữ mạnh khỏe và an vui. Dạ, kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ. Trường sư buổi học kính nay. Kính trường sư buổi học hôm nay. Kính chào cả lớp. Con kính trường sư buổi học hôm nay. Kính chào các lớp. Sao thống, mời lớp nghỉ ha. Dạ, con thiền sư, chúc sư khỏe, chúc sư.